sinh hoạt, tránh để môi trường nóng quá hay lạnh quá. Không cho trẻ uống nước đá, từ trường về đến nhà thì giỏ mũi và thay quần áo ngay cho trẻ. Thưa quý vị, Cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa gửi đến Bộ Y tế và các cơ quan ban ngành kế hoạch cắt giảm tỷ lệ sử dụng thuốc biệt dược gốc tại các cơ sở y tế. Gắn barrier hạn chế chiều cao để ngăn không cho xe có chiều cao vượt quá 2,2 m lưu thông vào khu dân cư. Không người dân nào biết vì lý do gì mà nó đã bị phá bỏ. Người dân cho biết những hố voi nhấp nhô chênh nhau từ 40 đến 50cm như thế này đã xuất hiện chỉ sau vài ngày cột chắn barrier bị biến mất. Hơn một năm qua, khi đi vào trời mưa, đoạn đường này trở thành nỗi ám ảnh.